được cử đi học huấn luyện chó nghiệp vụ. Bởi bản thân tôi rất là thích chó nên là tôi thấy rất là vinh dự và vui mừng khi được nhận công việc này. Và cho đến nay thì tôi vẫn đang gắn bó với nghề nghiệp là huấn luyện viên chó nghiệp vụ. Và khi có lệnh yêu cầu của cơ quan cấp trên thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu cũng như là đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao. Hiện tại thì tôi cũng mới huấn luyện con chó này tên là Ki, và chuyên khoa của nó chuyên khoa về ma túy. Trong huấn luyện thì tôi và Ki này đã từng học với nhau đã bắt đầu từ 6 tháng. Là Ki đã có thể làm được rất nhiều các động tác yêu cầu của cấp trên giao. Và bây giờ hiện tại đã rất thành thục và tìm kiếm ma túy rất tốt. Con chó mà được các động tác như các đồng chí có thể thấy thì rất là khó khăn. Bởi vì là khi mà con chó chưa biết gì để tập cho những cái hình thành những cái phản xạ mà có mong muốn ấy, thì mình phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Mới đầu chưa hiểu nhau thì sẽ cắn vì là gặp người lạ. Sau đó thì khi mà ví dụ như là va đập vào người hoặc là có những cái tình huống như đeo những giọt máu này rất nặng và khi đập vào người rất là buốt. Bởi vì là bản thân tôi là phụ nữ, cũng có con cái, cũng phải làm việc gia đình, cũng phải nội trợ như bao người phụ nữ khác thôi. Mới đầu thì thực sự là cái thời gian, tại vì là mình mới nhận chó ấy, mình cần phải có nhiều thời gian bên nó ấy. Thì đến bản thân con cái tôi cũng bảo là mẹ còn yêu chó hơn con. Cũng buồn lắm, nhưng mà tôi cũng phải giải thích cho con cái hiểu, cũng như là nhất là một người luôn kề cận bên mình đó, người chồng, thì cũng động viên anh là cố gắng lên một chút để làm một phần nào đó thay đổi, cũng như là giúp đỡ mình trong công việc nhà để mình hoàn thành công việc cơ quan. Cái đấy là tôi cũng cảm thấy là cảm ơn cái sự đóng góp thầm lặng của gia đình đằng sau phía sau để giúp mình hoàn thành nhiệm vụ.